Văn Cường, sinh năm 1955, trong gia đình đông con có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ba, thành phố Trùng Khánh. Cuối năm 1977, ông Cường thi đậu vào trường công an của tỉnh Tứ Xuyên, sau đó được phân công về đồn công an ở quê nhà. Qua vài năm phấn đấu, ông Cường trở thành cán bộ cấp xã, được bí thư huyện ủy Trương Văn Bân cân nhắc khi đạt thành tích tốt trong chiến dịch đấu tranh chống tội phạm năm 1982. Từ đó, sự nghiệp của Văn Cường không ngừng thăng tiến. Ông Cường từng đảm nhiệm vị trí phó trưởng công an huyện, kiêm phó bí thư ban thường vụ huyện ủy của huyện Ba. Năm 1987, ông chỉ huy hàng trăm cảnh sát địa phương truy bắt tội phạm khắp ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, giải quyết thành công vụ án lớn nhất huyện này. Tháng 9 năm 1992, ông Cường được điều nhiệm đến thành phố Trùng Khánh, giữ chức phó giám đốc công an, sau đó trở thành phó bí thư đảng ủy công an thành phố năm 2003. Trong thời gian công tác ở Cục Công an thành phố, ông Cường luôn phụ trách công tác điều tra hình sự, lập nhiều chiến tích. Nhiều vụ trọng án do ông Cường chỉ huy giải quyết được Bộ Công an tặng bằng khen hạng nhất như vụ cảnh sát trùng khánh đấu súng với băng cướp chấn động cả nước năm 1992. Vụ cướp xe chở tiền ở Trung Khánh năm 2000, nổi bật trong số đó là vụ bắt giữ chùm băng cướp khét tiếng Trường Quân. Nghe tin tên cướp khát máu đang lẩn trốn ở Trung Khánh, ông Cường đã dẫn đội cảnh sát răng bẫy bắt quân và đồng bọn Tháng 9 năm 2000, trong cuộc đối đầu, ông Cường xông lên, chặn đường chạy trốn của quân, khống chế hắn. Sau vụ án này, danh tiếng của Văn Cường lan rộng khắp cả nước. Trong quá trình thẩm vấn, quân từng nói với ông Cường rằng, ông rồi sẽ có ngày giống như tôi thôi, không thể cưỡng lại cám dỗ thì ông cũng sẽ đi lên con đường của tôi. Không ngờ câu nói này trở thành sự thật. Tháng 7 năm 2008, ông Cường được thăng chức cục trưởng tư pháp thành phố Trùng Khánh dù mang danh cục trưởng chống xã hội đen. Trên thực tế, ông Cường từ lâu đã biến chất, trở thành ô dù cho các thế lực xã hội đen địa phương. Khi lên đỉnh cao mới của sự nghiệp, ông ta càng bạo tay nhận hối lộ, mỗi tháng đút túi gần 100.000 nhân dân tệ. Từ năm 1992, trong thời gian giữ chức phó giám đốc công an thành phố Trung Khánh, Văn Cường lợi dụng chức vụ để bao che dung túng cho nhiều tổ chức xã hội đen hoạt động phi pháp, bao gồm tụ tập đánh bạc và tổ chức mại dâm. Ông ta nhiều lần nhận phí bảo kê từ các tổ chức này, tổng cộng hơn 780.000 nhân dân tệ. Vợ và vợ chồng em trai ông Cường cũng dinh líu đến các tổ chức xã hội đen, đầu tư mở hơn 80 sòng bạc khắp Trùng Khánh. Từ năm 1996 đến năm 2009, với chức vụ ngày càng cao, ông Cường càng thuận lợi trong việc nhận hối lộ để mưu lợi cho người khác, đút túi tổng cộng hơn 16,25 triệu nhân dân tệ. Số tiền nhỏ nhất mà ông nhận là phong bì 1.000 nhân dân tệ vào năm 1998. Khoản hối lộ lớn nhất là bức tranh trị giá hơn 3,64 triệu nhân dân tệ do đội phó đội quản lý trật tự và giao thông công cộng tặng năm 2008. Ngoài việc nhận hối lộ và tham dự thế lực xã hội đen, ông Cường còn đặc biệt đam mê sắc dục. Ông ta dùng thân phận cục trưởng làm vào bọc để lập một tổ chuyên săn tìm nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, dùng cách dụ dỗ và uy hiếp để buộc họ phục tùng đã có vợ con nhưng ông Cường công khai độc chiếm hoa khôi cảnh sát Trần Quang Minh làm người tình, không cho phép cô kết hôn. Minh Sinh năm 1954, làm công việc hành chính tại cục công an Trùng Khánh từ năm 1979, dần thăng chức trở thành nữ tổng đội trưởng đầu tiên của công an Trùng Khánh vào năm 2004. Để tìm niềm vui mới, ông Cường nhắm đến các diễn viên ca sĩ đến Trùng Khánh biểu diễn miễn là ông ta thích, sẽ có tay chân dùng tiền mua chuộc hoặc lợi dụng bí mật riêng tư của họ để đe dọa, bắt phục vụ ngài cục trưởng. Bằng cách này, Văn Cường đã lợi dụng 12 nữ nghệ sĩ, trong đó uy hiếp khiến họ không dám báo cảnh sát. Với hành vi phạm pháp ngay càng táo tợn, ông bị nhiều người gửi đơn tố cáo nạc danh. Tháng 8 năm 2009, ông ta bị giam giữ đều điều tra tài sản, gồm hàng chục triệu nhân dân tệ tiền hối lộ và nhiều biệt thự không rõ nguồn gốc. Tháng 9 năm 2009, ông Cường chính thức bị bắt với các cáo buộc nhận hối lộ bao che cho thế lực xã hội đen và hiếp dâm. Cảnh sát tìm được chứng cứ xác thực chứng minh bốn nữ sinh trung học bị ông ta cưỡng hiếp. Biết chuyện chồng mua dâm trẻ vị thanh niên, vợ ông giận dữ, dẫn đội điều tra lên sân thượng tòa biệt thự của gia đình, rút cạn bề cá, moi ra 20 triệu nhân dân tệ tiền bẩn được cất giấu. Tháng 1 năm 2010, ông Cường bị truy tố cùng vợ, các quan chức cấp dưới và 19 kẻ đầu sỏ tổ chức xã hội đen. Ngày 14 tháng 4 năm 2010, ông bị kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của ông ta giữ nguyên bản án sơ thẩm trong phiên xét xử vào tháng 5 năm 2010. Ông Cường bị xử tử vào ngày 7 tháng 7 năm 2010. Nghe tin, người dân giang biểu ngữ Văn Cường chết, Bách Tính mừng vui, Trung Khánh yên bình, đồng thời đốt pháo ăn mừng trước cổng tòa án và viện kiểm sát Trung Khánh. Sau khi ông Cường ngã ngựa, Minh cũng bị điều tra. Cô ta thừa nhận quan hệ tình nhân với ông Cường, sau đó bị miễn nhiệm chức vụ cho nghỉ hưu sớm trương văn bần lãnh đạo từng nâng đỡ ông cường trong những năm đầu công tác cho biết trong thời gian đầu ở huyện ba và cục công an thành phố ông ta rất tích cực thông minh mẫn cán lập nhiều thành tích nhưng sau này trở nên tồi tệ làm việc càng ngày càng không tuân thủ quy tắc ông bần nói từng cảnh cáo nhưng ông cường không nghe Tại Tài Bình, sinh năm 1963 tại Trung Khánh, được nhận vào cục thuế ngay sau khi tốt nghiệp trung học năm 19 tuổi nhờ quan hệ của bố. Cô ta được nhận xét là công chức cường mẫu, có trách nhiệm và tận tâm trong công việc. Sau vài năm công tác, Bình kết hôn với Văn Bình là em của Văn Cường, quan chức ngành công an. Bình là người thành thật, an phận, còn Cường thì mạnh mẽ. Từ khi gia nhập ngành công an, Cường luôn xông pha tuyến đầu và giải quyết nhiều vụ án khó, nhờ đó liên tục thăng tiến. Năm 1992, Cường được đề bạt làm phó giám đốc công an thành phố Trùng Khánh. Sau khi anh chồng thăng quan tiến chức, Bình này sinh suy nghĩ dựa vào mối quan hệ này để nhận được ưu đãi. Cô ta nhờ Cường lợi dụng chức vị, sắp xếp chuyển công tác cho mình đến nơi khác béo bở hơn. Sau vài lần trao hỏi với Cục Thuế quận Du Trung, Cường thành công giúp em dâu đến làm việc tại đây. Không lâu sau tin tức do gì, các đồng nghiệp dần biết viên chức mới nhảy dù vào này là em dâu của phó giám đốc công an Họ bắt đầu tỏ ra ân cần săn sóc lấy lòng Bình, cô ta hưởng thụ việc được đối xử đặc biệt và nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của mối quan hệ và quyền lực. Bình bắt đầu ham mê tiền tài, mơ ước làm giàu nhanh, cô ta đến các quán bar, hộp đêm và sòng bạc kết bạn với nhiều người. Dần dần, Bình lao vào bài bạc, thua sạch tiền, rơi vào vòng xoáy nợ nần vì mong gỡ gạc. Sau đó, Bình phát hiện cờ bạc chính là cách làm giàu nhanh mà cô ta luôn mơ ước. Những con bạc có thể kiếm tiền đầy túi và cũng có thể mất sạch tài sản chỉ trong một đêm, nhưng sòng bạc thì luôn kiếm được tiền. Vì thế, Bình quyết định mở sòng bạc. Ban ngày đi làm, buổi tối Bình lập sới suốt đêm. Không lâu sau, Bình bị cơ quan phát hiện đuổi việc. Từ đó cô ta dồn hết tâm sức, nghĩ cách mở rộng quy mô kinh doanh sòng bạc. Năm 2000, Bình thiết lập mô hình quản lý và vận hành sòng bạc khá hoàn chỉnh từ kinh nghiệm làm trong cục thuế. Con bạc muốn tham gia, trước hết phải nhận được lời mời. Khi đến nơi phải có người xác nhận danh tính để ngăn cảnh sát xâm nhập. Ngoài các cổ đông và quản lý, Bình thuê nhiều bảo vệ canh gác bên ngoài và duy trì trật tự bên trong, cô ta móc nối quan hệ để bôi trơn, tìm kiếm ô dù bảo kê. Song bạc phát triển nhanh chóng, Bình không quên đến đáp Cường bằng các khoản hối lộ giá trị lớn, mối quan hệ có qua có lại giữa Bình và Cường ngày càng mật thiết. Sau khi kiếm được nhiều tiền, lòng tham sắc dục cũng nảy sinh, Bình bắt đầu nuôi nhiều trai trẻ để phục vụ nhu cầu Tuy nhiên, cô ta vẫn cần dựa vào thế lực của anh chồng để phát tài nên không thể ngoại tình quá lộ liễu khiến chồng bất mãn. Bình nghĩ ra cách để chồng không thể xen vào việc của mình. Cô ta lén trộn ma túy vào thuốc lá của Bình khiến mắc nghiện, phải dựa vào cô ta để có thuốc. Dù hận vợ, Bình chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi ngày càng qua quát. Bình bị đồn là từng bao nuôi 16 trai trẻ, ngày ngày đắm chìm trong nhục dục. Khi quy mô sòng bạc lớn mạnh, dưới sự bảo kê của ô dù, vai trò của Bình cũng ngày càng nổi trội trong thế giới ngầm ở Trùng Khánh, được đặc biệt danh là Tạ Tỷ, Đại Tỷ Trùng Khánh. Để có thêm trợ thủ, Bình chiêu mộ những kẻ lưu manh vô công dỗi nghề, người nghiện ma túy và từng đi tù bằng cách cung cấp ma túy tiền bạc. Cô ta còn mua súng, lựu đạn, cung nỏ và dao, trang bị cho thuộc hạ. Năm 2005, lãnh đạo mới được bổ nhiệm của công an quận Du Trung ra lệnh truy bắt băng nhóm của Bình, bất chấp áp lực từ Văn Cường. Ban đầu, Bình nhận được mật báo từ nội bộ công an dẫn đến việc bắt giữ thất bại. Trong cuộc đột kích tiếp theo, Bình mới bị tóm. Cường lập tức gọi điện cho hai lãnh đạo cơ quan công an dưới quyền yêu cầu họ xử phạt Bình như vụ án vi phạm trật tự trị an thông thường, đồng thời nhờ cậy những người có liên quan chăm sóc Bình trong thời gian bị tạm giam. Bình được ra tù 5 tháng sau đó. Lúc này, Cường lại được thăng chức thành phó cục trưởng công an thành phố. Được che chở dưới chiếc ô dù khổng lồ như vậy, Bình nhanh chóng chiêu mộ đội ngũ ngay khi ra tù, quay trở lại hoạt động để bù đắp tổn thất trong vài tháng qua. Sự thăng tiến của Cường khiến cô ta càng y thế không biết sợ. E ngại sự bao che của Cường và các thế lực khác, cảnh sát không trực tiếp bắt giữ Bình mà chỉ có thể bí mật thu thập bằng chứng, chờ thời cơ. Ngày 14 tháng 8 năm 2008, một cảnh sát mặc thường phục vô tình bị binh phát hiện khi đang thực hiện nhiệm vụ điều tra bí mật tại song Bạc. Cô ta sai người chói, đánh đập và giam cầm viên cảnh sát ở công trường xây dựng suốt 6 tiếng đồng hồ, sau đó ném ra đường. Cảnh sát này bị tra tấn, chỉ còn thoi thóp, để lại di chứng tàn tật suốt đời sau thời gian dài điều trị. Năm 2008, Công an thành phố Trung Khánh thay đổi nhân sự, giám đốc mới được điều chuyển từ tỉnh Liêu Ninh đến. Cường trở thành cục trưởng tư pháp thành phố. Việc bổ nhiệm này giúp Cường thăng chức nhưng lại khiến ông ta xa rời hệ thống công an nắm giữ trong nhiều năm. Sau khi nhậm chức, giám đốc mới bắt đầu xem xét lại các vụ án trước đây, trong số đó có vụ Bình và băng đảng giam giữ cảnh sát trái phép. Sau khi lập hồ sơ điều tra, Bình bị cảnh sát liệt vào danh sách truy nã nghe được tin tức từ sớm bình tìm cách liên lạc khắp nơi để nhờ gian xét vụ việc cô ta tiếp cận nhiều lãnh đạo muốn được tại ngoại chờ xét xử nhưng lần này thái độ bên phía cảnh sát rất kiên quyết dù mục tiêu tại ngoại không đạt được thân phận kẻ đào tẩu của cô dường như bị lãng quên bình nhiều lần xuất hiện để thương lượng về điều kiện tự thú với tổ chuyên án thẩm phán và lãnh đạo cảnh sát khi bình không ra tự thú cũng không ai bắt giữ cô ta vì thế bình mang danh là kẻ đào tẩu trong gần một năm Đến ngày 1 tháng 7 năm 2009, trong chiến dịch diệt trừ tội phạm xã hội đen quy mô lớn trên cả nước, Công an Trung Khánh huy động cảnh sát từ địa phương khác, thành lập tổ chuyên án bắt giữ và truy tố hơn 20 thành viên băng đảng của Bình. Triệt đề phá hủy thế lực xã hội đen đã hoạt động phi pháp trong nhiều năm. Qua điều tra, từ năm 2000 đến năm 2008, Bình mời nhiều song bạc khắp các quận huyện ở Trung Khánh, thu lợi hàng chục triệu nhân dân tệ, Bình cũng là bà chùm duy nhất trong số 19 chùm xã hội đen bị bắt ở Trung Khánh thời điểm đó. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, tòa kết tội Bình tổ chức và lãnh đạo băng đảng xã hội đen mở song bạc, tổ chức sử dụng ma túy và giam giữ trái phép. Cô ta bị kết án 18 năm tù, phạt hơn 1 triệu nhân dân tệ. La Tuyền là người tình của Bình, nhận án 4 năm 6 tháng tù vì giúp quản lý song bạc, thuê nhà cho cô ta lần trốn. Một cựu phó trưởng đồn cảnh sát và một cảnh sát lần lượt bị kết án 13 năm và 12 năm tù vì nhận hối lộ. Bình bị bắt, ô dù của cô ta cũng lần lượt bị chặt gãy. Tháng 8 năm 2009, ông Cường bị tạm giữ để điều tra khi vừa trở về sau chuyến công tác ở Bắc Kinh. Tháng 9 cùng năm, ông ta bị bắt vì nghi nhận hối lộ, bao che cho các tổ chức xã hội đen và mại dâm. Ông Cường bị xử tử bằng tiêm thuốc độc vào năm 2010.